Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 105. Chuyện con voi sợ chết. Tiền thân Dubha Lakatha. Rừng này có nhiều cành. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo sống trong tình trạng hoảng sợ. Tương truyền, một thiện nam tử ở xá vệ sau khi nghe pháp xuất gia nhưng lại luôn luôn sợ chết. Ban đêm cũng như ban ngày, bất cứ chỗ nào nghe tiếng gió thổi, cành cây khô rơi, chim kêu hay tiếng vật bốn chân, vị ấy liền la hét bỏ chạy. Vị ấy không biết có hình tức có hoại. Nếu vị ấy biết các hành là vô thường, ta sẽ chết, thì vị ấy sẽ không sợ chết. Vì không tu tập niệm chết nên mới sợ chết. Tánh sợ chết của vị ấy được chúng tỷ kheo biết đến. Một hôm, các tỷ kheo ở tại chánh pháp đường khởi lên câu chuyện: Này chư hiền, tỷ kheo tên này bị sự chết làm hoảng hốt nên sợ chết. Vậy mỗi tỷ kheo cần phải tu tập pháp môn niệm chết rằng ta thế nào cũng phải chết. Bậc đạo sư đi đến và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông ngồi họp tại đây đang bàn luận vấn đề gì? Khi được nghe vấn đề trên, bậc đạo sư cho gọi tỷ kheo ấy đến, hỏi có thật gì ấy sợ chết chăng? Khi được tỷ kheo ấy trả lời có thật, bậc đạo sư nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, chớ có tư tưởng không hoan hỷ đối với tỷ kheo này. Không phải chỉ nay vị ấy mới sợ chết, trong quá khứ vị ấy cũng đã sợ chết rồi. Nói về xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở thành Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm thần cây ở Tuyết Sơn. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại đem con voi báo của mình giao cho các người nài voi để huấn luyện nó đừng dao động. Họ cột chặt con voi bất động vào một cột trụ, và với gậy nhọn cầm tay, họ dây quanh và bắt đầu huấn luyện voi tập tánh bất động. Khi con voi bị bắt tập như vậy, không thể chịu nỗi đau khổ, liền bẻ gãy cây cột, đuổi các người tập và đi vào tuyết sơn. Người ta không thể bắt nó được, bèn đi trở về. Tại đấy, con voi bắt đầu sợ chết. Nghe tiếng gió đồng, nó hoảng hốt sợ chết, đập dòi qua lại và chạy thật nhanh, như khi nó bị cột vào cây cột tập đừng dao động. Không hưởng được thân thoải mái hay tâm thoải mái, nó đi lang thang trong nỗi dao động. Thần cây thấy nó đứng trên chỗ nhánh chĩa hai của thân cây, nói lên bài kệ này: Rừng này có nhiều cành, gió bẻ gãy cành một. Này voi, nếu ngươi sợ, ngươi sẽ ốm yếu thôi. Như vậy thần cây khuyên dạy con voi ấy. Từ đó trở đi, con voi không sợ hãi nữa. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết về các sự thật. Cuối bài giảng, tỷ kheo ấy chứng quả dự lưu. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: Lúc bấy giờ, con voi là tỷ kheo ấy, còn thần cây là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说